thông tin từ Công ty Quản lý và Khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiều ngày 27 tháng 1, qua hệ thống camera giám sát của Trung tâm Điều hành Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đơn vị này phát hiện xe ô tô dừng đỗ tại làn 1 để chụp ảnh. Vụ việc xảy ra vào hồi 13 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2020 trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến. Sau khi phát hiện vụ việc, đơn vị quản lý vận hành tuyến đường đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông lập biên bản và xử lý lỗi vi phạm của chủ phương tiện. Tiến hành lập biên bản lỗi dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc đối với nữ tài xế là 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng đối với nữ tài xế dừng ô tô trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng để chụp ảnh. Thưa quý vị, thông tư số 67 đã chính thức có hiệu lực thi hành ngay trong tháng 1 năm 2020. Điểm đáng chú ý của thông tư này là việc người dân có quyền ghi âm, ghi hình khi cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ mà không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ. Hình thức này nhận được sự phản hồi rất tích cực của người dân, cũng như tăng tính minh bạch trong công tác xử lý vi phạm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình Nhân dân tại các chốt giao thông trên địa bàn Hà Nội và ý kiến của người dân về thông tư mới này. Thông tư 67/2019/TT-BCA chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2020. Mục đích của thông tư 67 là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Điểm đáng chú ý của thông tư mới này đó chính là tính khách quan, minh bạch, dân chủ trong công tác, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo đó, nhân dân có quyền giám sát cán bộ chiến sĩ công an nhân dân trong quá trình làm nhiệm vụ thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp. Mình thấy cái thông tư 67 này thì nó rất là dân chủ, văn minh và khách quan. Nó khiến cho người dân chúng tôi cảm thấy an tâm hơn khi đối mặt với lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, việc người dân giám sát nhưng cũng phải bảo đảm tính văn hóa, an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác, cũng như không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ, không sử dụng nội dung đã giám sát cắt ghép, tung lên mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, không bảo đảm việc phản ánh khách quan, trung thực sự việc đã diễn ra. Cái vấn đề mà cắt ghép hay là thay đổi thì điều đấy là ra đến là thay đổi cái sự thật xảy ra, thế nên là cái điều mà người làm như thế là không nên làm. Về cơ bản là sau khi mà hai bên trao đổi với nhau rồi thì tất cả những cái thông tin đó thì không nên đưa lên mạng, thì để cho có thể là gây ra hiểu nhầm hay là gây ra sai sót khi mà người chiến sĩ hay là người bên ngoài, bởi vì cộng đồng mạng bây giờ rất là đông và nguy hiểm, nên là cái việc mà đưa ra lên mạng như thế thì cũng nên tránh, để mình coi như là hai bên xử lý với nhau thôi, và có lỗi thì mình phải xử lý, là mình sai phạm thì mình phải khắc phục. Ngoài ra, cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông có trách nhiệm thông báo giải thích lỗi vi phạm đối với người dân để người dân hiểu chấp hành, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại vì nhân dân phục vụ.